Cô chú anh chị các bạn quay lại tìm miền nha cô chú anh chị. Hiện tại là tìm miền đang ở trước nhà chị Hồng Loan, thì chị Hồng Loan đang livestream thì có rất nhiều khán giả đến phía trong này. Ôm con nhỏ rồi bên sau. Chào anh chị, chào cô. Dạ. Trong thời gian chị Hồng Loan đang live thì có một đoàn khách từ ở Đồng Nai đến đây. Bé con đi luôn em. Hả? Em. Cô bỏ ăn cơm bê gì đó. Con mua ba đồ ăn mặc cho mấy con ăn đi. Phần cứng mà cô phần cứng không đâu. Phần cứng của chị Loan ở cái nhại. Đây là bao dây chị Loan luôn à. Một chiếc xe 7 chỗ á cả nhà. Ken đang ăn cơm kìa. Ken đang bụng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lắm rồi, phải là quan trọng thì cuộc này tổng rồi. Ngày hôm qua mình không qua được, tất cả tất luôn qua vô tối quá. 9 giờ mới vô sau. Trời ơi, chắc có rồi. 9 giờ đó giờ còn vô được. Bây giờ thì mai mới tan. Thế có dịp thì con mà cô ở đâu lận? À, con có dịp mà có hát ở đó thì con ghé hát ngang. Chờ luôn đó. Dạ. Cho vô có gặp Trần được rồi. Đúng. Anh ơi, nhận hàng rồi. Dạ, con gửi. Có trả dễ tới hàng. Dạ. Rồi cả nhà mình đứng cái xe mình chụp boy đi cả nhà. Rồi cả nhà mình đến từ ở từ Đồng Nai hả? Hồi tối mà cô vô sớm chỉ đó là mình xin ca nhạc chiều không luôn rồi. Hồi tối là đứng ra chụp boy nè. Hồi tối là đi tính đi coi rồi mà. Dạ. Không hay mua vé rồi bị ở ngoài. Không, 9 giờ chị 9 giờ chị Lan mới ca cô. Dạ. Ở đây là fan của Hồng Loan nè, tối dạ. Ngày theo dõi cả ngày cả ngoài đêm. Dạ, cô gắng theo dõi qua kênh bằng con nha. Thấy Hồng Loan cái đường quá à. Dạ. Rồi mà cô bỏ ăn bỏ uống luôn à, vừa ăn vừa co sim luôn á. Mong sao cho nó thắng cuộc cho nó. Dạ. Tốt đẹp đi. Dạ. Nó cho con gái của Vũ Linh mà. Ông dạ. Vũ Linh ông cũng hộ độ chứ đâu có để cho nhỏ tới khổ. Dạ. À, thôi nha. Dạ, dạ cô gì à? Ở đâu cô? Cái Hồng Phượng là Hồng Phượng là quá sai rồi. Dạ. Quá sai rồi, cái này là Hồng Loan là đúng Vinh luôn. Con gái người ta thì mình đi xe về vô luôn á hả? Trời ơi, rất là quý luôn rồi. Nhưng mà à. Tao coi thằng ngày tao biết chứ. Dạ. Tao biết là bức xúc cô hả? Hả? Có bức xúc không cô? Bức xúc lắm. Dạ. Thôi nha. Dạ. Con chào hết chị vậy chứ mà. Chào cả nhà ơi, từ Vinh vô đây. Cả nhà nha. Từ ở Mộ Vinh vào bên đây để mua những mặt hàng ủng hộ chị Hồng Loan, cô chú anh chị các bạn rất là quý và yêu thương luôn cả nhà. Dạ chào đại gia đình nha. Dạ. Đâu cô chú anh chị ở từ Vinh vô Đồng Nai rồi ghé đến chị xuất chị Hồng Loan để mua ông Hoàng ủng hộ chị Hồng Loan cả nhà, rất là quý luôn mọi người ơi. hết luôn đó nha. Đó vô con cháu ở Đồng Nai. À, tối cô này vô không kịp chứ cô vô kịp cô cũng tới đóng đồng có chị Hồng Loan diễn rồi. Dạ. À, thôi Tiên Miền cũng xin kết thúc clip ở đây, mong cô chú anh chị yêu mến Tiên Miền ủng hộ đăng ký kênh, like và share cho Tiên Miền nha. Cho Tiên Miền có thêm những cái động lực để cập nhật cho bà con cô chú anh chị hiện tại của chị Hồng Loan ha.